Hello và welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Gunrun. Let's go. Let's go.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Toàn start. Let's go. Tiến lại gần nào. Sau đó thì mình sẽ tiêu diệt anh chàng này. Ta tiến lại gần hơn nữa. Chọn anh ta tự sát của mình đây. Wow, bắn sảy. Ok. Let's go. Sorry, oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Ice Cream One. Let's go. Horror game. Gross, ok. Và từ game này thì ông Ice Cream này, ông ta bắt cóc cô bạn của mình. Và mình sẽ hóa thân là dây và đi giải cứu ông ta. Cậu ta thoát khỏi ông ta. Rồi, mình sẽ treo từ tầng 2 xuống tầng 1. Ở đây thì ông ta có đánh rơi một cái chiếc bản đồ. Max. Stop. Ok, ông ta đã phát hiện ra mình rồi. Rồi mình sẽ phải tìm một màu giấy, trong đó thì có mật mã. Được rồi.
cô. Rồi sau đó thì mình sẽ chui vào đây. Let's go. Hình như ông ta đã phát hiện ra mình chui trong cống đây rồi. Ông ta một phút đầu. Let's go. Ok. Ông ta sẽ bị ngất mất một phút. Đây là thời cơ mà mình có thể đi đổ xăng. Các bạn chui sang đường cống bên kia. Ở đó thì có một bình xăng, sau đó đổ đầy bình vào cái này. Let's go. Rồi sau đó thì sẽ cất vào trong xe. Tiếp theo đó là mình sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa ở bên trong kia. Không biết ông ta đã tỉnh chưa, nhưng mà không sao. Đi thôi. Oh, ông ta đã tỉnh rồi. Rất là nhanh. Ở đây thì mình sẽ phải hạ một cái cống này xuống. Dùng bàn điều khiển. Let's go. Chui xa. Rồi, và mình phải đi tìm một chiếc áo. Chỗ này không có này. Lên trên này xem. Cũng không có luôn. Thế thì mình phải đi đường bên này. Theo mình nghĩ ở đây rồi. Let's go, lại chui sang thôi.
I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some money. Okay. Oh my gosh, bị bắt tổn. Wow. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang lại cái đối tư. Sleeper vào đây. Assassin. Mission. Stop mission. Bắt buộc phải đào lắm. Ok. Let's go. Lời cậu ông nhỏ lên. Hết ngày cấp rồi. Một anh trai. Wow, được hẳn 16.000 luôn. Sợ thật. Cái này kiếm tiền rất là nhiều luôn. Tiếp tục là. Bắn từ trên cao. Oh my gosh. Nó làm ở số bao nhiêu? Cho chi lại xem. Một nghìn fish. Một nghìn fish đây. Thế thì nó sẽ làm ở tận trên đây cơ. Ok, không sao. Tám trăm. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Scary Teacher vào đây. Chapter 3. Let's help Chris Miss Hope of Becoming. Ok, và phần này thì các bạn phải đi tìm một thùng hộp muối, sau đó thì các bạn phải hòa trộn vào với nước. Và ta đang tính chuẩn bị cho bạn. Let's check. It's going to be a good skating session. Stress. Các bạn hòa vào với ca nước này. Ok, let's go. Oh. Không nhiều luôn. Bắt một phần nhảy ra ngoài rồi. Rồi
sau đó thì mình sẽ giải các bạn. Mình sẽ trốn vào trong này. Oh my gosh. Ok, xin cảm ơn tao phát hiện ra mình. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scaling Boss vào đây. Level 9. Thôi đi. You guys waste half the time sitting in the cafe. Get back to work. Chứng tỏ là ông ta sẽ phải đi rửa tay. Thế thì bây giờ mình sẽ nhặt con điện vào đây. Đây có một con điện. Ok. Chúng ta quay vào đây thôi. Trốn rồi đây. Hoàn toàn mới. Ok, mình sẽ phá hủy chiếc đồng hồ này. My stomach. Did I eat too many donuts? Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ vào store. Vào trong store tìm xem có gì không. Đó là lời chứa đồ. Hammers. Đó là các bạn phải tìm một cái búa. I will fire you if I see you roaming around again. Okay, rest time lại. Ở đó mình chạy chậm quá, đâm ra bị ông ta bắt mất. My stomach. Did I eat too many donuts? Okay, let's go. Tiếp tục. Thank you.
Ok, mình sẽ tránh tầm nhìn của bạn. What is wrong with the air conditioner? It's so hot in here. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Level 13, ok. Mình sẽ thấp xuống đây cho các bạn dễ nhìn. Let's go. Bấm vào đây đi. Cái này khoai phết rồi, mới có trúng không? Không trúng rồi. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Game Đồ Thành. Ok. Bắt đầu giai đoạn cứu người. Ở đây có một gấu và một hộp quà. Và mình sẽ cho anh này xuống, cho gấu lên. Rồi. Oh my god, chết rồi. Tức là mình xử lý anh chàng này trước. Sau đó thì mình sẽ như thế này. Ok. Excellent. Continue. Let's go. Rồi, tiếp tục. Cho con gấu này chết trước này. Boom. Sau đó cái này xuống. Ok. Một quả bom. Oh my god. Không được. Quả bom này thì sẽ phải giết anh chàng này trước. Rồi. Một chú gấu. Ok. Hạ cái này xuống đi. Sau đó mình sẽ dùng cái này. Tiếp tục nào. Một con hổ. Let's go. Oh my god, không được. Cho anh chàng này xuống đây đi. Rồi. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.